Như Facebook luôn đảm bảo nguồn hàng cung ứng đầy đủ cho khách hàng. Và hôm nay thì Như Facebook vừa nhập về 1 tấn kẹo xanh New Zealand. Hiện tại, các nhân viên kho của New Fat Food đang tiến hành nhập lô hàng 1 tấn vẹn xanh New Zealand vừa được nhập khẩu. Tất cả hàng hóa sẽ được nhập nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện và bảo quản tại kho lạnh với nhiệt độ âm 18 độ C, đảm bảo chất lượng sản phẩm khi đến tay khách hàng. Bên cạnh vẹn xanh New Zealand, New Fat Food hiện đang cung cấp sỉ lẻ hơn 300 sản phẩm, gồm hải sản nhập khẩu, thịt bò nhập khẩu và thực phẩm Nhật nhập khẩu số lượng lớn đầu tạ tấn. Để biết thêm thông tin chi tiết về các danh mục sản phẩm, báo giá cũng như những cách bảo quản, chế biến, hãy liên hệ đến hotline của New Fat Food 0907 579 000 hoặc nhắn tin vào fanpage New Fat Food để được hỗ trợ tốt nhất.